kính thưa các quý đạo hữu, tâm chuyên quán xin uh, trả lời một số câu hỏi, thỉnh cô chỉ dạy cho chúng con có thêm chi kiến hiểu sâu rộng hơn về nhân duyên tại sao cần thực hành theo thứ lớp để chúng con có thêm tư lương cùng sách tấn nhau thực hành lục hòa. Vấn đề thứ nhất đó là tại sao cần phải thực hành theo thứ lớp không nên tự ý? Vì tổ chức trong Phật giáo là một tổ chức tu hành tâm tôn trọng tâm tôn trọng. Và nó có một cái kỷ cương nó có một cái kỷ cương thứ lớp, ví dụ trong một gia đình cái kỷ cương nó vô cùng quan trọng. Người đi xuất gia là gồm có 250 giới là nam, 348 giới là nữ, nhưng ngoài đó nó còn gần đến mấy trăm điều phải thực hành, tức là con người ta phải rất tránh niệm để cho mình trang nghiêm thân tâm các quý đạo hữu rõ chứ tức là mình sửa thôi sửa từ một chúng sinh buông lung sống không có kỷ luật không có thứ tự không có trật tự để trở thành một chúng sinh sống trang nghiêm trong cái nền đạo đức mà gọi là trong các thiện pháp trong thiện pháp trong cái đạo đức của chúng ta nó có thiện và bất thiện thế thì trong một gia đình ví dụ bố ra bố mẹ ra mẹ con ra con thì cái đấy nó gọi là lề lết nề nếp là có thuộc đức không có quý đạo hữu ví dụ như là chồng thì gọi vợ bằng em vợ thì gọi chồng mà anh phải không con thì gọi là bố ơi xưng con con thì gọi mẹ ơi xưng con thế còn trong gia đình thì chồng xưng với vợ là mày tao vợ xưng với chồng là mày tao con xưng với bố mẹ là ông bà và tôi thì cái gia đình nào tốt hơn gia đình có nề nếp tốt hơn, đẹp hơn, mọi người được hưởng cái mức độ hạnh phúc cao hơn. Chính vì vậy, cho nên việc tu đầu tiên của câu lạc bộ quốc hoàng tập tu lục hòa là phải thứ lớp, tôn ti, trật tự, nề nếp, không được tự ý. Trên người ta phải gọi là sống tránh niệm mà, sống tránh niệm cứ sống thực hành đúng pháp thì gọi là sống tránh niệm. Còn nếu như chúng ta không thực hành được đúng pháp thì chúng ta gọi là bị thất niệm. Các quý đạo hữu thất niệm nhé thế cho nên điều đầu tiên là rèn rũa tâm mình cho nó có kỳ cương cho có nề nếp trở nên một con người trang nghiêm đấy là đầu tiên các quý đạo hữu ạ rất nhiều rất nhiều những cái chúng ta phải sửa chữa thân tâm mình đó sau này các quý đạo hữu học dần dần tâm trí của quán sẽ đưa lên để cho các quý học cao lên chúng ta biến đổi trong giây phút trong từng niệm mà chúng ta sẽ trở thành một chúng sinh khác bây giờ các quý đạo hữu cứ chịu khó thực tập sống nề nếp thì tự nhiên về nhà các quý đạo hữu cũng sẽ trở lên một con người nề nếp các quý đạo hữu chỉ thay đổi bản thân mình mình cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình trong năm ba tháng thôi nếu chúng ta thực hành nghiêm túc tự nhiên chúng ta thấy chúng ta là người trang nghiêm nề nếp chúng ta sẽ bỏ đi những cái câu từ mà mình cảm thấy nó không phù hợp nữa Chúng ta sẽ bỏ đi những hành vi mà chúng ta cảm thấy không phù hợp nữa. Chúng ta trở thành con người rất là rất là ngay ngắn, thích lắm các quý đạo hữu ạ. Nhá. Chúng ta muốn trở thành một con người trang nghiêm chúng ta phải bỏ đi cái tính thị phi. Dỗi thời gian những cái việc gì là việc của mình thì mình nên quan tâm. Những cái việc gì của những người liên quan đến mình Mình có thể giúp họ được Hoặc họ có thể giúp mình được Thì hãy quan tâm Còn những việc gì Là việc ngoài tầm kiểm soát của mình mình chỉ trở thành một cái loa phóng thanh Một con người vô tri Lôi thôi Lê la Nên bỏ những cái tính nó xấu lắm Cho nên tâm trí con nói này Tổ chức Phật giáo là một tổ chức trí tuệ Là một tổ chức của những con người Muốn thay đổi bản thân mình Muốn từ bỏ đi những cái tính xấu của mình Đấy là tổ chức Phật giáo Và câu lạc bộ Cúc Vàng làm một câu lạc bộ như thế Tất cả những cái tính gì của mình nó làm cho con người mình trở lên Là một con người tầm thường Là một con người xấu Chúng ta phải bỏ cái tính nết đó Các quý đạo hữu rõ chứ này chứ Bản thân mình Mình tu Phật giáo Xong một lúc nào đó, đó Mình nhìn lại cái tính cách của mình Mình cũng cảm thấy Mình kính mình Cái đấy mới được các quý đạo hữu Mình phải cảm thấy Mình tôn trọng chính mình mình phải cảm thấy mình giỏi Người tu Phật giáo chúng ta phải có ý thức như vậy Tâm trí hoàn quán cũng bảo là công nhận Mình cũng công nhận lúc đấy mình cũng phục mình thật đấy Đi phục người khác không phải là cái tốt Mình phục mình mới là cái tốt Các quý đạo hữu Mình đi phục người khác mới là trong quá trình mình học thôi Còn mình phục mình thì mình mới đi dạy được người Mình phải thật trang nghiêm Mình không chấp nhận mình buông nung Cho nên trong đạo Phật ấy, Thì thế này nghiêm khắc với mình từ bi với người nhé chúng ta nhớ là đạo phật là đạo nghiêm khắc với mình tức là mình phải rèn rũa mình nghiêm khắc với mình thật là khắt khe tâm chuyên quán là một người cực kỳ khắt khe đối với hành vi của mình cho nên mỗi ngày ta đều ngồi nhìn lại hành vi từ sáng đến tối chúng ta xem hành vi nào là được rồi hành vi nào chưa được chúng ta lên chỉnh sửa chính mình các quý đạo hữu thấy đúng không mình còn rèn mình còn chưa xong Thời gian đâu đi quan tâm đến cái người tận ở đâu ấy. Phải không? Chê bai người ta xấu tốt làm gì? Mất thời gian vô ích. Tâm chứa quán có cái suy nghĩ đấy từ thủ bé các quý đạo hữu ạ. Cho nên từ nhỏ đến lớn là không bao giờ mắc vào chuyện thị phi. Tuyệt đối không bao giờ. Không thích cái tính cách đấy. Không nghe những chuyện thị phi và không nói những chuyện thị phi. Thế cho nên là tâm chứa quán năm nay đã là 53, 54 tuổi rồi nhưng mà ngồi tư duy lại từ bé đến giờ chưa bao giờ phải hổ thẹn với mình chưa bao giờ mình phải hổ thẹn là mình đi nói chuyện thị vi mình dây vào những cái chuyện thị vi đi nói xấu cười là tuyệt đối không bị và cảm thấy rất là tự hào mình tự hào với mình các quý đạo hữu nhớ là người ta khen mình thì chưa thật mình khen mình mới là thật chúng ta nhớ nhé người ta khen mình chưa phải là thật bởi vì cái nhìn của người ta về mình đôi khi nó nhầm lẫn mình nhìn mình mới là thật cho nên tâm chiếu hoàn quán chỉ chấp nhận bản thân mình khen mình còn không chấp nhận người khác khen mình chỉ chấp nhận mình khen mình là cái gì mình đã vượt qua mình tự biết mà mình đâu cần phải người ta khen mình phải không nếu như mình chỉ mong rằng người ta khen mình thì hóa ra mình là người mù mờ trước mình cho nên tâm trí hoàn quán có một thói quen là tự bản thân mình phải thấy vừa lòng với những cái hành vi của mình thông qua những cái hành xử của mình như thế mới vừa lòng còn cái gì người ta khen mình hãy để ngoài tai người ta khen mình mình dễ bị kích động có đúng không đại chúng người ta khen mình người nào mà thích tiếng khen ở bên ngoài là rất dễ bị kích động nhé rất dễ bị người ta sai xử nhé phải không nhưng mình nhận diện về chính mình thì mình sống rất định tĩnh. Làm chủ trên cái đức tính đó chúng ta phải học. Tâm chiếu hoàn quán phải sửa mình và mãi mãi là như thế. Trên tâm chiếu hoàn quán là không bao giờ bị lay động trước người ta chê mình và trước khen mình. Vì sao? Người ta chê mình, nhưng nếu cái sự việc đó không phải là sự thật thì không quan trọng. Nhưng người ta chê mình sự việc đó là sự thật thì mình nên sửa cho mình tốt hơn. Còn khen thì đừng có quan trọng lắm. Có đúng không? Khen thì không quan trọng lắm. Bởi vì ví dụ người ta nói mình là tốt như thế này, thế mình thích cái đó thì mình chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Có đúng không? Mình không phát triển được. Cho nên người phát triển được là người phải bỏ cái khen ra ngoài tai. Khen là việc của người khen, không phải là việc của mình. Cho nên đừng dùng lời khen mà kích động tôi. Tôi tự làm những việc mà tôi cho nó là đúng Chứ không phải vì lời khen mà tôi bị kích động Đại chúng có thấy đúng không? Có đúng không nào? Tâm trường quán có cái quan điểm sống từ nhỏ là là như thế đấy Quan điểm sống rất rõ ràng Cho nên không bị kích động nhé yeah. Thế và ở đời thì chúng ta cũng lên như vậy Người như vậy là người sống có lý trí Người sống biết tự lập Vươn lên được Và tâm chiếu có nói rằng nếu có tư tưởng sống như thế sẽ thành công các quý đạo hữu là cuộc sống nó sẽ có những cái thành công nhất định nhé đấy chính vì thế cho nên tất cả các phật tử trong câu lạc bộ cúc vàng đều phải từ bỏ những tâm tính bất thiện này thị phi đưa chuyện bàn tán vô công rồi nghề những cái đức tính đấy đức phật gọi là hạ liệt nhé chúng ta nhớ là đức phật gọi những cái đức tính đấy là hạ liệt xấu xa và hạ liệt phải từ bỏ đó đức, đức phật dạy là chúng ta phải làm cho tâm tính chúng ta được cao thượng lên và từ bỏ đi những cái tâm tính hạ liệt chúng ta nhớ như thế cái gì nó thuộc về cái đức tính cao thượng thì chúng ta lên học lên sửa mới nên rèn để cho mình có những đức tính cao thượng cái gì là những đức tính tầm thường hạ liệt chúng ta phải từ bỏ nó đi. Cho nên mỗi mỗi người tu Phật nó phải tìm trong tâm mình cái gì là tính chất cao thượng mình phải làm cho nó được tô bồi, làm cho nó được sung mãn lên. Còn những cái đức tính nào mà nhỏ hẹp, ti tiện, hạ liệt, tầm thường chúng ta phải nhặt nó ra ở trong tâm chúng ta, chúng ta xem chúng ta đang tồn tại cái đức tính nào như thế, chúng ta phải bắt đầu học tập để loại bỏ nó. Mỗi ngày loại bỏ một ít cho nó bỏ đi cái thói quen không tốt đó. Cho nên đừng có nói đến chuyện đi thị phi, đi đưa chuyện. Những cái đấy nó quá là không lên nhé. Nó không tồn tại trong một người trang nghiêm. Nó không tồn tại trong một người có trí. Nó không tồn tại trong một người được coi là một mẫu người, mẫu mực. Các quý đạo hữu nhớ thế. Những cái đấy nó không tồn tại trong những người như vậy. Phải bỏ nó. Thank you.